trần gian. Làm người dương thế không biết bao lâu mới được quay về trời. Em ơi nàng tiên ấy xuống dương trần một chiều mưa bay vì thương đời linh thương kiếp sông phong sương nên dù rằng một hôm thiên sứ trời dài có mây hồng làm sẽ đưa tiên về tiên nói dối tiên còn đang giận trời nên tiên chẳng về đâu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.